Trời ơi, anh hai mặc đồ đẹp ra rồi, nhân vật chính muội đâu? Trời ơi, đẹp quá. Sinh nhật la bu của muội nè. Muội đi trang điểm ở đâu mất tiêu rồi, đi kiếm muội coi nha. Tốn đâu? Nãy giờ kêu trong phòng. Đâu rồi? Sao vậy? Làm gì trong này? Hử? Nãy giờ làm gì trong đây? Hử? Sao chưa cột tóc đồ lên nữa, đẹp đàng hoàng vậy? Ngồi dậy đi, ra sinh nhật của con nè, nhanh lên mau. Sao vậy? Sao khóc? Ừ? Sao khóc vậy? Ừ? Con không nói lời nào, chảy nước mắt luôn. Sao? Hình sao? Tại sao khóc? Đi ra coi sinh nhật con đẹp không? Đi lẹ lên. Mọi người tăng tí cho con ngoài kìa, lẹ lên. Cầm bình dâu heo nữa. Sao? Đứng lên đi. Cười cái coi, cười cái mẹ coi coi. Cười. Sinh nhật là phải cười chứ sao khóc, kỳ vậy? Cười đi, nêu lý do tại sao khóc đi. Hả? Hả? Tại sao con khóc? Tại sao con khóc? Ừ. Nói đi, tại sao? Ừ. Không có tiền mua biệt thự. Không có tiền mua biệt thự khóc quá hả? Tội nghiệp ghê không? Bữa con có cái nhà chòi biệt thự đâu rồi, nhà chòi 2 tầng của con đâu, con xác, con ship lại chưa? Con gấp hình lại chưa? Gấp hình biệt thự 2 tầng coi giờ rồi chưa? Có hả? Khóc quá hả? Tội nghiệp ghê luôn. Thôi đi ra, chuẩn bị ra sinh nhật nha. Yeah. À, chúc mừng sinh nhật muội nha, đừng khóc nữa con. Nhà sinh nhật của mình đừng khóc. Biết không? Bánh kem. Dạ em mà giờ mà tìm hả? Tìm mày thấy không? Thấy bánh kem chưa? À, là vua hả? Phải cái đó không ta? Đẹp quá trời nè, đẹp. Thích cái đó không? Bên đây nè, ở ngoài kia mày thấy có cái bánh kem đẹp mắt kính cũng dễ thương ghê luôn á mùi. Thấy không? Thấy chưa? Kính dễ thương nè, mình muốn mua ha. Mọi người đứng rồi đợi nha. Đúng không mọi, xí muội luôn nè. Hay quá vậy. Mọi người thấy có con xí muội ở đây nè. Kem la bu bu cho xí muội. Mỗi con gì? Cinnamon. À, Kurumi nữa hả? Công chúa. Hello Kitty nữa. Đủ tới con hết ha. Hello Kitty đẹp quá vậy. Kurumi. Có cái túi tiền nữa nè. Con này con gì? Hả? Nó phải con vịt. Mẹ thấy con gì màu vàng vàng. Hả? Con gà. Không phải con vịt, tiền gà. Đá. Bánh cầu vồng cũng đẹp đó mọi. Mọi tham khảo mẫu thôi, mai mốt mọi ăn nữa. Cái con đem mắt kính ra ngoài kia cũng mắc cười. Thấy không? Thấy chưa? Nó có hộp quà nữa nè. Sao? À, bánh nhỏ xíu quá hả? Bánh nhỏ xíu. Nha. Ờ, mỗi sách pizza của muội đi, sắp tới nhà luôn. Đã. Còn mấy cái bánh kem của muội nè. Cậu ba bỏ muội luôn á. Ba thấy sợ quá, cậu ba bỏ muội luôn á. Đi về thôi. Trời ơi, anh hai mặc đồ đẹp ra rồi, nhân vật chính muội đâu? Trời ơi, đẹp quá. Sinh nhật la bu của muội nè. Muội đi trang điểm ở đâu mất tiêu rồi, đi kiếm muội coi nha. Tốn đâu? Nãy giờ kêu trong phòng. Đâu rồi? Sao vậy? Làm gì trong này? Hử? Nãy giờ làm gì trong đây? Hử? Sao chưa cột tóc đồ lên nữa, đẹp đàng hoàng vậy? Ngồi dậy đi, ra sinh nhật của con nè, nhanh lên mau.
Sao vậy? Sao khóc? Sao khóc vậy? Con không nói lời nào, chảy nước mắt luôn. Sao? Hình sao? Tại sao khóc? Đi ra coi sinh nhật con đẹp không? Đi lẹ lên. Mọi người tăng tí cho con hoài kìa, lẹ lên. Cầm bình dâu heo nữa. Sao? Đứng lên đi. Cười một cái coi, cười một cái mẹ coi coi. Cười. Sinh nhật là phải cười chứ sao khóc? Kỳ vậy? Cười đi. Nêu lý do tại sao khóc đi hả? Hả? Tại sao con khóc? Tại sao con khóc? Nói đi, tại sao? Không có tiền mua biệt thự. Không có tiền mua biệt thự khóc quá hả? Tội nghiệp ghê không? Bữa con có cái nhà chòi biệt thự đâu rồi. Nhà chòi 2 tầng của con đâu. Con xác, con ship lại chưa? Con gấp hình lại chưa? Gấp hình biệt thự 2 tầng coi giờ rồi chưa? Có hả? Khóc quá hả? Tội nghiệp ghê luôn. Thôi đi ra, chuẩn bị ra sinh nhật nha. Yeah. À, chúc mừng sinh nhật muội nha, đừng khóc nữa con. Nhật, nhà sinh nhật của mình đừng khóc. Biết không? Sao bánh kem con bị lỡ một miếng? Cậu ba làm đó, cậu ba mới mở cái thùng ra cái nó bị thương một miếng. La bu bu, muội. Đâu muội có la bu bu không? Wow, sinh nhật rồi. La bu bu của muội. Chào anh hai nha, anh hai ngồi đây chúc mừng sinh nhật em nha con. Wow, chuẩn bị sinh nhật cho muội đã quá. Sinh nhật của muội là sinh nhật gì muội? Là bu bu. Sinh nhật là bu bu. Anh hai có chuẩn bị em không? Anh hai có chuẩn bị sinh nhật cho em không? Anh hai khoái nha. Đã. Vậy mà. Con 6 tuổi. Vậy muội đừng để ngược, ngược họ cấm không có được á. 9 tuổi mà muốn làm 6 tuổi. Muội kỳ ghê, muội 9 tuổi mà muội muốn làm muội 6 tuổi à. Đúng rồi, sinh nhật của ai thì người đó sẽ bị quẹt bánh kem nha. Dạ, mỗi quẹt mỗi đi. Tự quẹt cho mình đi, quẹt cậu ba đi. Ôi, nhỏ nhỏ thôi cậu ba kỳ quá. Trời đất ơi, kỳ vậy. Cậu ba chơi kỳ quá, gớt kìa cậu ba gớt bây giờ nè, cậu ba kỳ quá. Lấy lại mùi, lấy ăn luôn mùi, cho đi. Bỏ ghét mà. Cho mã một cái. Cho mã một miếng. Chị gì mà ăn bị da. À mã bị da. Yeah. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật xí mùi 9 tuổi nha. Ờ anh hai làm gì ạ? Có quay anh hai đâu, anh hai làm điệu nữa nè. Rồi, chúc mừng sinh nhật mùi nha. Chúc mùi 9 tuổi là học thiệt là giỏi nha con. Ngoan nha, học giỏi nha. Quay clip được nhiều bạn ủng hộ nữa nha. Rồi ok. Bánh kem ngon. Rồi mười ước đi, mười ước một điều ước. Con ước gì? Con 100 các biệt thự. Rồi anh hai vỗ tay. Thôi. Ừ anh hai. 100 chiếc iPhone 90. Dữ. Ước dữ dội luôn. Yeah. Chúc mừng sinh nhật muội nha. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức sinh nhật nha. Mời anh hai đi con. Mời anh hai ăn gì? Ăn gì vậy? Anh hai ăn gì? Anh hai ăn bánh kem không? Anh hai ăn bánh kem không? Anh hai muốn ăn bánh kem không? Muốn, muốn. Anh hai muốn ăn bánh kem. Ủa? Cho anh hai ăn hamburger đi cậu ba. Ăn đồ mặn tới đây ăn đồ ngọt sao? Wow. Ăn ba. Sinh nhật của muội là muội ăn gà rán hả muội? Ờ, còn bạn La Bu Bu tới chúc mừng sinh nhật muội, sao muội không cho bạn ấy ăn gì, mời bạn ấy ăn gì chưa hả? Cho bạn ấy ăn khoai tây chiên đi. Ăn máu. Đã, anh hai ăn sinh nhật em được ăn hamburger nha. Ok. Thôi.
Lá bu bu cay quá chị Mùi ơi, cay quá chị Mùi, cho ăn gì cay ghê. Cho uống gì? Cay quá uống nước tương. Cay quá uống nước tương à. Ơi, đã. Anh Hai ăn ngon anh Hai. Yeah, anh Hai là ngon nhất nách rồi, nhìn Hai ngon nhất cái nách rồi. Đã. Mùi làm gì Mùi? Ê, đừng ấy cái này để em. Rồi. Mùi ăn mời ăn mấy cái chữ sinh nhật của Mùi, mời ăn cái tên của Mùi luôn rồi. Ăn cái tên của Mùi rồi. Cái số 9 nó sắp rớt rồi Mùi. Rồi rốt cuộc sinh nhật 9 tuổi hay sinh nhật 6 tuổi đây? 6 tuổi. 6 tuổi hả? Wow, mặt mẹ y chang luôn á. Đâu? Y chang mẹ luôn. Đâu cái nào? Hai cái nét dài dài nè, má hồng nè. Mẹ giống cái chân mèo hơn, mẹ thấy giống cái chân mèo. Sao anh Hai? Anh Hai nói anh Hai ăn hamburger nhanh lên cậu ba ơi. Con khoét lỗ qua. Anh Hai chỉ Muội làm gì kỳ vậy, ăn uống gì kỳ vậy. Rồi anh Hai ăn nè. Mời ngoại ăn nữa kìa. Đã ve yeah, đi Hai ve yeah. Ăn đi. Ngon quá. Ngon quá à, đã quá à. Anh Hai ơi cái gì kìa. Anh Hai ơi cái gì kìa, đồng Muội ăn á. Ủa anh Hai còn ăn hamburger bữa hơn Muội nữa kìa, không lo. Sao Muội không ăn pizza đi con, ăn bánh kem không vậy? Pizza đi. Đó, ăn luôn đi để nó hết kép sợi được. Chắc giờ hết kép sợi được rồi ha. Gì vậy? Cái đó có thanh cua đó. Trời ơi, Muội thích thanh cua, Muội thích ăn thanh cua ở quán bà Mười chứ Muội không có thích ăn thanh cua ở bánh pizza đúng không? Con rất ăn. Ủa lộn, con rất thích ăn thanh cua nên con sẽ ăn không. Ăn đẹp quá Muội. Sàn có pháo hoa đẹp quá em. Nè. Ngoại đâu, đi tìm ngoại thôi. Ngoại ở đâu rồi? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Sao không thấy ngoại? Muội nói gầy. Muội gầy không thấy gì trơn á. Muội không thấy gì trơn đó. Không thấy gì trơn á. Không thấy gì trơn á. À đây. À mẹ có rồi. Đây là quà. Quà của Muội nè Muội. Cho Muội cái mỏ. Rồi rồi. Quà. Ủa, bánh ngoại đâu rồi? Mời ngoại đi, để lên. Dạ lơ quá à. Ngoại ăn bánh pizza với Muội. Ăn bánh hamburger chứ. Ủa, ăn bánh hamburger với Muội. À, nói nhầm. À, đây là món quà của Muội. Nãy giờ Muội không biết là cho Muội món quà gì đây à. Hai ăn đi. Rồi chỗ ba tặng cái gì? Hai. Rồi sinh nhật Muội, Muội cắt bánh kem chưa? Chưa, con nè. Khét lỗ thôi chứ con không có cắt. Khét lỗ rồi chứ không có cắt hả? Để vậy. Lỗ rồi. Khét được mấy lỗ rồi? Gì vậy con anh Hai? Con mất nữa nè. Mứt nữa hả? Khoét tới mứt luôn rồi hả? Ừ. Trời ơi kiểm tra coi. Làm mấy lỗ luôn, dữ dội quá à. Tay. Sao? À anh Hai lấy con bóng quá hả? Anh Hai khoái chơi con bóng lắm nè. Chơi con bóng đi anh Hai. Sinh nhật Muội rồi, Muội có phát biểu ý kiến gì không Muội? Mẹ ăn ngon rồi. Ừ? Miễn ăn ngon là được. Miễn ăn ngon là được rồi hả? Không có ý kiến gì trơn hả? Nhưng mà con có ý kiến. Cái này mua từ bữa tới giờ rồi. Quà mới của con đâu? Con đang để lên đầu con đó. Thấy chưa? Thấy không? Rồi cái bánh kem là mua hồi nào? Thì hỏi bánh kem mua hồi nào? Gà rán mua hồi nào? Pizza mua hồi nào? Rồi mì pasta mua hồi nào? Pasta đâu rồi? Trời ơi ăn hết trơn, quà cho ăn hết trơn. Muội nãy Muội nói sao? Muội mới nói sao ấy mẹ? Miễn ăn ngon là được, không nói gì hết, miễn ăn ngon là được. Mẹ mua toàn đồ ăn cho Muội, giờ Muội còn đòi quà gì nữa? Mẹ không hiểu luôn á. Mua cho hợp. Bây giờ con đòi cậu ba.
cậu ba mua đó, cái đó cậu ba mua. Mua cho hết ta. Ừ, vậy là mẹ nói dối đúng không? Không. Mẹ mua bánh kem. Mẹ mua bánh kem đó. Mày. Mẹ mua pizza với bánh kem, còn cậu ba là anh hai, đổi anh hai. Anh hai là nãy giờ anh hai ngồi đây anh hai trang trí cho con nguyên cái hội trường nè, thấy không? Trời ơi đẹp quá chừng luôn, sao có gió vô chỗ kìa mũi. Đi rồi bà cánh cục thôi. Rồi bà lô bu nè. Đợi qua ngoại nè. Ngoại nè. Ngoại nãy giờ ngoại chưa. Quà con đâu ngoại. Quà mũi đâu. Quà mũi đâu. Quà mũi đâu ngoại. Bông bóng kìa, ngoại cầm bông sẵn cho bông bóng cho mũi luôn rồi đó. Rồi tí rồi qua ông ngoại thôi. Đi rồi tiếp thôi. Không có mất tết rồi, đâu có ở nhà đâu đòi. Quê là quê, chừng nào về đòi. Quê là quê, chúng mình cùng quê. Sinh nhật ngoài quê quá mọi người. Thôi bye bye con á, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Bye. Mũi ơi. Mũi chưa. Mũi lo ăn không quên bye luôn. Bye các bạn kìa. Đó. Bye con. Anh hai bye nữa kìa, anh hai bye hoài mà mũi chưa bye.